Xin chào các bạn đến với kênh YouTube Học Lập Trình Online. Thì tôi là Mẫn Nguyễn. Thì trong cái video này tôi sẽ đi giới thiệu cho các bạn về React Hook. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm hiểu về React Hook là gì. Thì để tìm hiểu về React Hook là gì thì các bạn truy cập vô cái trang chủ của React là trang legacy.react.org. Thì ví dụ như là tôi truy cập cho cái trang chủ của React là legacy.react.org này. Thì các bạn truy cập cho cái phần doc này này. Rồi tiếp theo thì các bạn vô cái phần hook của đây này. Thì ở bên phải màn hình này thì các bạn thấy có cái phần hook này này. Thì các bạn hãy truy cập vô cái phần introducing hook này. Thì hook á, thì nó là một cái tính năng mới và được thêm vào trong cái thằng React từ phiên bản React 16.8. Và hook thì nó cho phép chúng ta sử dụng tay và sử dụng các tính năng khác của React mà không cần phải viết ở dạng class. Thì trước kia, thì trước cái phiên bản React 16.8 này này thì sử dụng được tay, sử dụng được trạng thái và sử dụng được các phương thức liên quan đến cái vòng đời của một cái command ở trong React thì chúng ta phải viết ở dưới dạng class command. Còn từ React phiên bản 16.8 trở đi thì React thì nó đưa ra cái thằng hook. Thì thằng hook này nó sẽ cho phép các bạn có thể sử dụng được tay và sử dụng được các phương thức liên quan đến cái vòng đời ở trong cái phần sản cộng lần. Thì các bạn hãy xem về cái video introduction này này. Thì ở đây thì người ta giới thiệu về React Hook ở trong cái video này. Thì các bạn thể vừa xem vừa đọc và tìm hiểu vừa học tiếng Anh luôn ở trong cái video này. Đó. Thì ở trong này họ sẽ giới thiệu và minh họa cho các bạn về cái thằng React Hook này. Đó thì tôi đã giới thiệu sơ cho các bạn về cái thằng React Hook này rồi. Rồi ngoài ra thì ở trong cái phần hook này thì nó còn rất là nhiều cái phần khác nhau, thì các bạn hãy vô đây và đọc và tìm hiểu thêm về cái phần React Hook này. Đó thì vừa nãy thì tôi cũng đã giới thiệu sơ cho các bạn về cái thằng React Hook rồi. Thì bây giờ tôi sẽ đi giới thiệu thì tóm tắt lại cho các bạn về React Hook. Thì hook á, thì nó là tập hợp các phân trần mà cho phép chúng ta hook into, là chúng ta sẽ cho phép chúng ta kết nối cái thằng React tay và các tính năng về NightCycle vào trong cái thằng phân trần cộng lần. Thì hook nó sẽ cho phép chúng ta sử dụng được tay này, rồi sử dụng được các tính năng khác của React mà không cần phải viết ở trong cái dạng class cộng lần. Thì các bạn lưu ý là hook này á, thì nó không có làm việc ở trong cái thằng class cộng lần. Và hook thì nó là các năng mới và được thêm vào trong React từ cái phiên bản 16.8. Thì các bạn để ý cái hình họa đây này. Thì hook thì nó giống như là một cái móc câu á, nó móc vô cái thằng React thì nó thực hiện là kết nối với cái tính năng như là về tay này, về NightCycle này vào trong cái phần trần cầu lật. Là đây là có cái biểu tượng là có cái dấu móc câu như vậy này. Đó, thì đây là ý nghĩa của thằng React hook. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đi tìm hiểu là tại sao thằng React Hook này nó được tạo ra. Thì để tìm hiểu về lý do tại sao thằng React Hook này nó được tạo ra thì các bạn truy cập lại cái trang legacy.react.js.org. Thì các bạn quay lại cái trang legacy.react.js.org và các bạn quay lại cái bài Introducing Hook này. Thì ở bên dưới này thì nó có cái phần gọi là Motivation này, tức là cái động lực để người ta tạo ra cái thằng React Hook này á, hay là cái lý do tại sao để người ta tạo ra cái thằng React Hook á. Thì ở đây thì nó có giới thiệu là thằng hook này á, thì nó giải quyết được rất là nhiều cái vấn đề khác nhau ở trong React này mà đã được gặp phải ở trong nhiều năm trước kia. Thì ở dưới này thì nó có nêu ra một số cái lý do và một số cái vấn đề phổ biến mà gặp phải khi mà làm việc với lại React trước kia, là khi mà làm việc với lại React cộng lần đấy. Thì thứ nhất là cái lý do đầu tiên. Lý do đầu tiên là cái lý do là chúng ta rất là khó tái sử dụng lại mấy cái code, mấy cái logic ở giữa các command với nhau này. Rồi theo là cái lý do thứ hai là mấy cái command phức tạp á, thì nó sẽ trở nên khó để mà có thể hiểu được. Rồi theo là cái lý do thứ ba là cái lý do là cái class command á, thì nó sẽ có thể gây bối rối giữa người và cái máy. Thì tương ứng với mỗi cái lý do này này thì họ đều có những cái giải thích này và họ đều đưa ra những cái solution mà thằng React Hook nó có thể giải quyết được đó. Thì ví dụ ở trong cái trường hợp cái lý do thứ nhất này,
Thì đối với cái trường hợp cái lý do thứ nhất là cái lý do về khó tái sử dụng lại mấy cái code ấy, thì ở đây thì nó có giới thiệu là địa khúc thì nó cho phép chúng ta có thể trích xuất được những cái logic khỏi một cái cộng lần, là chúng ta có thể chia tách code ra thành nhiều cái phần sần khác nhau để sử dụng cho nó dễ sử dụng ấy, và chúng ta có thể tái sử dụng lại được dễ dàng. Đó, thì thằng địa khúc nó cho phép chúng ta có thể tái sử dụng lại được các logic hay là tái sử dụng lại được các đoạn code ấy, mà chúng ta không cần phải thay đổi cái cấu trúc hay là cái hệ thống của cái cộng lần ấy. Đó, thì đây là cái giải thích của nó cho cái lý do thứ nhất này. Nói theo là đối với cái vấn đề thứ hai là cái vấn đề về mấy cái cộng lần phức tạp ấy, thì nó sẽ trở nên khó để hiểu được. Thì thằng đá khúc ấy, nó có thể giải quyết được cái vấn đề này bằng cách là nó sẽ cho phép chúng ta có thể phân chia, phân tách một cái cộng lần thành nhiều cái phần sần nhỏ hơn dựa trên những cái đặc điểm của từng cái phần sần mà chúng ta hệ chia tách thành nhiều cái phần sần nhỏ khác nhau. Ví dụ như là mỗi một cái phần sần thì chúng ta nên tập trung vào một cái chức năng nào đó, thì chúng ta có thể chia tách thành nhiều cái phần sần khác nhau, thay vì chúng ta viết tất cả những cái code xử lý về logic ở trong một cái cộng lần lớn ấy, thì chúng ta có thể chia thành nhiều cái phần sần nhỏ, và mỗi cái phần sần thì sẽ xử lý về một cái logic hay là xử lý về một cái nhiệm vụ nào đó, thì chúng ta chia tách ra thành các phần sần nhỏ hơn. Đó, thì đây là cái về cái phần gọi là motivation, là cái động lực để người ta tạo ra cái thằng địa khúc, hay là cái lý do tại sao người ta lại tạo ra cái thằng địa khúc này. Đó, thì các bạn hãy vô trong cái bài introducing hook này để đọc và tìm hiểu sâu hơn về cái thằng địa khúc này. Rồi ngoài ra thì ở bên cái phần hook này thì nó còn có rất là nhiều cái bài viết khác nhau nữa, thì các bạn để đọc và tìm hiểu thêm về cái thằng địa khúc này. Rồi ngoài ra thì nếu mà các bạn nào muốn tìm hiểu thêm về cái thằng địa khúc á, thì ở trên cái kênh YouTube học lập trình online tôi á, thì tôi có một cái series, một cái playlist gọi là địa khúc, thì các bạn hãy vào đây để mà xem các video khác và tìm hiểu thêm về địa khúc. Rồi ngoài ra thì ở trên Udemy á, thì tôi có một cái khóa học gọi là khóa học lập trình React JS chuyên sâu với lại Bootstrap, Master UI, vân vân. Thì trong cái khóa học này thì tôi có hướng dẫn cho các bạn rất là nhiều cái kiến thức khác nhau từ cơ bản tới chuyên sâu. Ví dụ tôi giải thích cho các bạn là từ những cái thành phần, những cái khái niệm của React, rồi hướng dẫn sử dụng Bootstrap, sử dụng Master UI, rồi hướng dẫn về làm cái việc điều hướng, chuyển hướng trang ở trong React này, rồi hướng dẫn về React Hook, rồi làm việc với lại RESTful AI này, rồi làm việc với lại Form, rồi sử dụng Redux cho tới xử lý Deep Noise, rồi Hosting, vân vân. Đó thì nếu mà các bạn nào thấy cái khóa học này phù hợp với lại cái nhu cầu của các bạn ấy, thì các bạn hãy vô Udemy và các bạn đăng ký cái khóa học này của tôi. Thì cái link tới cái khóa học này thì tôi sẽ để ở cái phần miêu tả của cái video giới thiệu về React Hook này. Thì hôm nay tôi xin tạm dừng cái video dẫn của tôi tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.